Chào mừng tất cả cô chú anh chị đến với kênh Vibo 62 Long An của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục lên một bầy 9 con cái, một con đực đó cô chú anh chị. Thì 9 con cái này số ký nó là hai con nhỏ nhất là 28, còn con lớn nhất là 39 40 thôi cô chú anh chị. 28 chỉ có hai con thôi cô chú anh chị ha. Còn như là nằm hàng 30 đến 40 kg của cô chú anh chị. Thì với một con đực thôi cô chú anh chị ha. Thì em bỏ con đực vô đó. Thì em báo giá luôn cho cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào nhà có đực rồi thì chúng ta đã bắt cái không cũng được, thì hay là cô chú anh chị muốn bắt luôn đực thì cũng được ha. Thì hôm nay em lên cái bầy này 9 con cái đầu xô, số ký nó từ 28, 29 cho đến 40 kg. Thì giá nó là 9 con cái là 32.500.000 ha cô chú anh chị ha. Thì con đực là 5.500.000 ha cô chú anh chị. Con đực tầm một đôi tầm 55 kg ha cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng mắt mình, thấy ưng ý thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng đẹp ha cô chú anh chị ha, hàng pin đẹp ha cô chú anh chị. Thì trong 9 con này đó cô chú anh chị, phối giống được hết 8 con ha cô chú anh chị ha. Nói chung là em thấy được nhảy 8 con đó, còn một con nhỏ thì nó chưa lên giống cho nên là em chưa thấy ha cô chú anh chị ha. Còn lại là 8 con em đã phối rồi hết rồi cô chú anh chị. Nói chung là phối nay cũng được khoảng 5-7 bữa tuần lễ rồi cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào mà xem ưng mắt ưng ý thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha cô chú anh chị. Hàng này rất là pin lực, rất là đẹp cô chú anh chị ha. Ấy cô chú anh chị thấy không, con nào con ấy lưng như con heo luôn rồi cô chú anh chị ha. Rất là đẹp. Hàng này em đã vô nọc rồi hết cô chú anh chị ha. Chỉ còn một con thì là chưa vô thôi anh chị. Còn tất cả còn lại đã vô nọc hết rồi cô chú anh chị ha. Thì con đực đầu xô một đôi đó cô chú anh chị nào mà ưng mắt thì ưng ý mình thì giá em để cho cô chú anh chị luôn là 5.500.000 ha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị nào mà ưng ý ưng mắt của mình á thì nhân tay nhấc máy alo cho em ha. Em quay phần phía dưới chân cẳng cho cô chú anh chị xem. Đấy, cô chú anh chị thấy không, chân tay rất là to ha cô chú anh chị. Chân tay rất là to luôn ha. Đấy, siêu pin lực, sừng cuốn ha. Đây, đây cô chú anh chị thấy không, hàng này lùng lùng không ha cô chú anh chị ha. Thì giá 9 con cái là 32.500.000 ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào muốn bắt được luôn thì cũng được đó một đôi thôi cô chú anh chị, tầm 55 kg, giá 5.500.000 ha. Còn 9 con cái là 32.500.000. Cô chú anh chị nào mà ưng ý ưng mắt của mình á thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Hàng này em đã phối giống hết rồi cô chú anh chị. 9 con em phải phối được 8 con ha cô chú anh chị ha. Thì em thấy được nhảy hết 8 con rồi đó. Cô chú anh chị nào mà thấy ưng mắt ưng ý của mình á thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em qua số điện thoại 0389311419 ha. Đấy, số ký nó từ 28 chứ 29 cho đến 40 kg thôi cô chú anh chị ha. Thì có hai con nhỏ thôi cô chú anh chị ha, còn lại là nó lọt qua hàng hàng 30 hết rồi cô chú anh chị. Nói chung là không có con nào 30 luôn, hàng ba mấy đi lên không à, không có 30, có lọt hai cái con nhỏ thôi cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng mắt ưng ý của mình á thì cứ nhân tay nhấc máy alo cho em qua số điện thoại 0389311419 ha. Hàng này rất là pin lực các cô chú anh chị, chân tay rất là to cô chú anh chị thấy không, chân tay rất là to. Đấy, cô chú anh chị nào mà thấy thích cái dòng đồ xô mà pin pin như thế này á thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em qua số điện thoại 0389311419 ha. Thì cô chú anh chị nào mà xem ơi ưng mắt á thì cứ alo cho em. Đấy, con đực rất là sung ha cô chú anh chị. Em ơi mới vừa nhà thải qua là nó đi rà. Được sừng cuốn đẹp ha cô chú anh chị ha. Sừng cuốn rất là đẹp. Xô tới vai luôn ha. Đấy, đó là cô chú anh chị thấy không? Mới một đôi ha. Nhảy rất là khéo luôn cô chú anh chị, đực này nhảy rất khéo luôn. Đây những em cái đầu xô cô chú anh chị ha. Thì hiện tại là cái đầu xô bên em đi bán hàng rất là cực cô chú anh chị, không có, thậm chí không có hàng luôn. Cho nên là những cái đơn mà cô chú anh chị mà dặn em trước á thì từ từ em trả đơn cho cô chú anh chị ha. Thì hiện tại giờ đầu xô nó đang bị cạn cô chú anh chị, cho nên là
cô chú anh chị mà nào mà đặt hàng của anh em á, thông cảm cho em ha. Thì từ từ em có em bắt về em trả đơn cho cô chú anh chị ha. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Con pin pin không à. Con được rất là dài đòn, đòn dài như xe lửa luôn. Đấy. Cái đầu xô con nào rất là pin lực. Cô chú anh chị nào mà thấy ưng mắt ưng ý của mình á thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Đấy, chân tay thì rất là to ha cô chú anh chị, chân tay thì rất là to luôn, được rất là dài đòn ha. Chín con cái giá là 32.500.000. Cô chú anh chị nào mà thấy ưng mắt mình á thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Thích sở hữu những cái con hàng mà pin pin như thế này ha, thì hiện tại là dê nó giá nó rẻ cô chú anh chị, cho nên nó mới có những cái con giống mà hàng mà giá rẻ như thế này ha cô chú anh chị ha. Thì thực sự ra thì ngày trước những cái con này nó không có tầm giá này được cô chú anh chị, mà hiện tại bây giờ dê đầu xô nó đang bị cạn dần nữa, cho nên là bên em bắt hàng cũng hơi bị khó nữa cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị mà có thương tình bên em, thương bên em á, thì mà có ủng hộ giống bên em á, thì những cái đơn mà em trả chưa kịp á, cô chú anh chị thông cảm giúp em ha. Đấy, những con xô pin lùng ha cô chú anh chị, xô rất là đẹp ha. Cô chú anh chị nào mà ưng mắt của mình á, ưng ý á, thì cứ thích những cái dòng đồ xô như thế này á, thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Đấy, chân cẳng rất to ha cô chú anh chị. Nói chung là bầy này thì em đã phối hết rồi cô chú anh chị ha. Đực đã nhảy hết 9 con, đực đã nhảy hết 8 con ha cô chú anh chị. Còn lại một con thì nó đang quần ha cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào mà thấy ưng mắt ưng ý của mình á, thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em qua số điện thoại 0389311149 à. Thì số điện thoại em để trên màn hình đó cô chú anh chị. Thì giá chín con cái là 32.500.000, con đực này là 5.500.000 ha cô chú anh chị ha, 5.500.000 ha cô chú anh chị, 5.500.000 một đôi ha cô chú anh chị, tầm 55 kg ha cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào mà thích ưng ý ưng mắt á thì cứ alo cho em qua số điện thoại ở trên màn hình ha. Thì đấy, bởi cũng có một số anh ở Sóc Trăng á, với lại ở bên Cần Thơ mà có dặn em á, thì hôm nay em lên em gửi cho anh mấy anh xem ha, xem được thì ưng ý thì alo cho em ha. Đấy, con đực rất là sung của chú anh chị, rất là dài đòn luôn, con đực rất là dài đòn ha. Đấy, chín con cái giá 32.500.000 ha cô chú anh chị ha. Hàng này đã vô nọc hết rồi cô chú anh chị ha, vô nọc 9 con mà em vô nọc hết 8 con rồi cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào mà thấy ưng mắt của mình á thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong thời gian vừa qua cũng ủng hộ con giống của bên em. Tại vì hiện tại dê đầu xô đang bị cạn rồi cô chú anh chị, cho nên là đi bắt con giống hơi bị khó rồi cô chú anh chị ha. Nên là có nhiều cái đơn mà em trả chưa kịp đó, nên cô chú anh chị thêm thông cảm giúp em ha. Đấy, rồi cô chú anh chị nào mà xem thấy mà ưng mắt của mình á thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Đấy, dê em quay sao thì nó y chang vậy ha cô chú anh chị ha, không có gì thay đổi ha. Rồi, nói chung là em cũng xin kết thúc video ở đây ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong thời gian vừa qua ủng hộ con giống bên em và xem kênh của video của em ha. Cô chú anh chị nào mà thấy thương em á thì vô tình lướt qua kênh của em á thì cho em xin một lượt đăng ký để em có thể làm những cái video tiếp theo gửi đến tất cả cô chú anh chị ha. Thì không có gì hơn, thì em cũng xin kết thúc video đây.
Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video của em. Chúc tất cả cô chú anh chị một ngày mới thật an lành, hạnh phúc ha. Và thật nhiều sức khỏe ha. Bình an cho cuộc sống ha. Rồi em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị ha. Em xin chào thân ái, tạm biệt ha.